Chú vừa đi làm về. Chó xưa. Buổi tối thì khá là muộn, mới muộn. Buổi tối kiểu ông cứ đi đánh bóng ấy, không vội. Nấu sớm thì nguội chẳng ai ăn. Dạ. bây giờ cô hỏi còn không nói. Vừa ngủ dậy nó đang sốt thịt chưa đến giờ mà vẫn còn dẻo. Dạ. Vẫn xị đây. Sao chú không hòa thêm một tí chú làm thế? Hả? Chú lại vét lên à? Vét lên thôi. Dạ. Nặng lắm. Hòa thêm nặng lắm.